Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn cách xoay ngang một trang Word bất kỳ ở trong một cái tập tin Word. Đầu tiên, tôi mở cái tập tin Word lên. Ở đây, tôi có một tập tin Word với ba trang, ba trang đứng, ba trang đứng. Thì để xây tất cả điều đứng hoặc tất cả điều ngang rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần vào page layout, chúng ta vào thẻ Orient Station và chúng ta chọn Portrait đứng hoặc Landscape ngang. Tuy nhiên để chọn bất kỳ một cái trang nào đó xoay ngang thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta đặt con trỏ chuột ở đầu cái trang đó. Đầu cái trang, thí dụ giờ ở đây là cái trang 2, tôi cần xoay ngang. Thì đặt con trỏ chuột ở đầu trang 2 và chúng tôi, chúng ta vào Back Layout, chúng ta vào thẻ Break và chúng ta chọn continuous section break. Sau đó chúng ta vào cái trang đầu trang 3, đầu cái trang 3 và chúng ta cũng tiếp tục làm thao tác như trên, tức là chúng ta vào back layout, chúng ta vào break và chúng ta vào Con continue section break. Mục đích làm thế này để chúng ta tách cái trang 2 thành một cái section, tức là một cái phần riêng biệt. Để kiểm tra xem chúng ta đã tách được chưa chúng ta vào insert và chúng ta vào thẻ hidden and folder folder kiểm tra thì đây chúng ta thấy cái trang một chúng ta là session 1 trang 2 đó là session 2 là phần thứ hai và cái trang 3 đó là session 3 tức là chứng tỏ là đã thành công rồi sau đó chúng ta list bỏ cái này ra thì để xoay ngang cái trang thứ hai chúng ta đặt con trỏ chuột ở đầu trang thứ hai và chúng ta vào back layout chúng ta vào orient station và chúng ta chọn thẻ landscape đây như vậy thì trang một là trang đứng nè trang hai là trang quay ngang nè ở đây chúng ta có thêm trang hai trang quay ngang là bởi vì cái dòng nó nhiều cho nên nó tự động nhảy xuống thêm một trang nữa và đây là trang trang bốn là trang đứng như vậy thì chỉ với vài thao tác rất là đơn giản chúng ta đã có thể xoay ngang bất kỳ một cái trang nào trong một tập tin Word. Đó là một vài chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn thành công. Trân trọng chào quý vị và các bạn.